chờ anh quên gác 360 độ đi Plin. Lần này anh đi đâu? Anh đi thám hiểm cả miệng đây, vì anh không chỉ chải sạch mỗi răng. Mạo hiểm làm sao? Anh khám phá là 80% vi khuẩn không nằm trên răng. Và anh có các đầu lông chải siêu mảnh đặc biệt đây, thật sự len sâu hơn đến 3 lần cùng mặt chải lưỡi và bên trong má, giúp anh loại bỏ được nhiều vi khuẩn hơn. Anh chải sạch cả miệng. Wow, anh thực sự đã đi khắp mọi nơi. Colgate 360 độ Deep Clean cho cả miệng sạch hơn hẳn. Colgate nhãn hiệu hàng đầu được các nha sĩ tin dùng.